rất là nhiều loại rượu anh chị ha. Đây tại vì nhà chủ kinh doanh bia rồi nước ngọt rồi bán quán nhậu và bia nữa chị. Em xin nhắc lại hai căn nhà đó gia chủ đây thì có thổ cư là 100 mét vuông chị ha. Phần còn lại là đất cây lâu năm nha anh chị. Bất sản đặc biệt kính chào quý khách hàng. Hôm nay về đây là ở ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị hai căn nhà liền kề anh chị nha. Đó, mặt tiền đường đan này là khoảng 3 mét rưỡi anh chị, rất là rộng rãi chị ha. Với ngang là 18 mét, chiều sâu á là 53 mét nha. Lên tổng diện tích đó là 880 mét vuông anh chị ha. Đặc biệt ở đây á thì hai căn nhà mình á có thổ cư sẵn rồi là 100 mét vuông anh chị ha. Cái hướng căn nhà của mình đây là hướng Tây Bắc nha anh chị. Anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á hay là xây nhà ở á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Anh chị ở xa như là có xe ô tô, xe tải gì đó muốn về đây xem á, mình chạy tới vị trí hai căn nhà của mình luôn. À, ví dụ có hai anh em mình muốn ở á, thì mỗi bên là một căn ha, này là hai căn mà nhà đang ở luôn chị nha. Hiện tại thì gia chủ là kinh doanh đại lý bia và tạp hóa là chị ha. Nếu mà anh chị ở đây mình đi chợ anh chị thì ở đây có chợ Long Khánh anh chị ha. Đây là cái vị trí nè, là khoảng là một cây tư số thôi là tới chợ Long Khánh. Ở đây thì có rất là nhiều tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban, trạm y tế và rất là nhiều tiện ích khác chị ha. Ví dụ mình ở đây con cái mình đi học á, mình đi một đoạn thôi tới rồi, rất là gần đó. Mình đi chợ rất là tiện cho mình đó anh chị nha. Còn nếu mà anh chị tính từ bến xe Cai Lậy anh chị, mình chạy vô đây cũng rất là gần anh chị ha, chỉ có là 4 cây 8 số thôi là tới anh chị ha. Ví dụ anh chị ở xa về đón xe đò anh chị, về tới bến xe Cai Lậy thôi đó, thì ở đó thì có người sẽ đón anh chị ha, hay là em sẽ đón anh chị vô xem hai căn nhà này nha anh chị nha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ lại chỉ ranh giới cho anh chị và nắm ha. Trước khi em lại chỉ ranh, em quay cho anh chị một mặt tiền nữa là mặt tiền thứ hai. Đó, hai căn nhà mình là hai mặt tiền rất là thông thoáng anh chị ha. Đây là mặt 18 mét là đường đan là 3 mét rưỡi nha. Còn mặt thứ hai đây là đường đá xanh là 2 mét nha anh chị ha. Cái mặt này là đường xe máy thôi, xe ô tô mình vô không được anh chị ha. Là rất là thoáng chị thấy không? Hai căn nhà mình đây. Để quay không gian góc cạnh cho anh chị thấy rõ nha. Đây. Ở bên tay phải mình đây thì có một cái kinh tiêu. Đây kinh tiêu đây, rất là mát mẻ. Anh chị có thể mình lấy nước cây vô mình sinh hoạt nè, hay là mình lấy nước mình tưới cái cây ở trong cái phía sau vườn của mình anh chị ha, rất là tiện. Rồi là em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Giá gia chủ ký gửi giá bán anh chị là 2 tỷ 450 triệu nha, là hai căn nhà luôn anh chị nha. Đây từ cái ganh bên đây nè anh chị ha. Đây có đường nước đây. Bên tay phải màn hình anh chị. Đây. Ở bên trái màn hình chứ, qua bên đây. Là 18 mét chị ha. Cái sân anh chị rất là rộng. Ở đây có cái đường nước nè. Để quay gần cho anh chị xem cái đường nước nha, đây. Đó mình lấy nước ra vô cái vườn mình anh chị ha. Trong cái sổ anh chị thì nó hiện hai cái đường đi luôn anh chị ha. Một mặt là đường đan và một mặt đường đá xanh anh chị nha. Đó, anh chị không? Hai căn nhà rất là rộng, rất là thoáng anh chị ha. Đây gia chủ cũng đổ một số bê tông ở bên kinh anh chị thấy không? Đó. Cũng rất là thông thoáng anh chị không? Xe đậu rất là thoải mái anh chị nha. Rồi để em chỉ cái góc bên tay phải luôn cho anh chị mình nắm nha. Đây góc bên tay phải mình tới đây nha anh chị. Đây. Ở bên tay phải màn hình anh chị ha. Đây, bên tay phải màn hình có anh chỉ cho tay em đây. Nhà mình thì em thấy gia chủ đã xây khoảng là dài khoảng 25 mét anh chị. Còn phía sau thì em thấy còn đất trống và có một cái ao nuôi cá chị ha, và một số cây trái như là dừa, cây măng cụt,
đó, và một số cây khác anh chị nha. Rồi quay lại mặt tiền chị đang rất là rộng rãi, rất là thoáng chị thấy không. Rồi em xin mời chị ha, giờ em sẽ đi vô hai căn nhà để cho anh chị và cô chú mình tham quan nha. Dạ chào anh, đây thì gia chủ cũng có bạn bị da anh chị ha. À, trước tiên sẽ qua căn nhà thứ nhất trước anh chị ha. Căn nhà nhất là bên tay phải anh chị, để em vô trước xong em qua căn nhà thứ hai nha. Cái nền nhà thì em thấy rất là cao thấp. Dạ em chào chị, đây là chủ nhà anh chị ha. Dạ. Ở mặt trên đây thì em thấy thì gia chủ đã cái ốp gạch anh chị, cao tới trần luôn. Nhưng mà trần nhà của gia chủ ở đây đó chưa có đóng lập phong anh chị ha, hiện tại là tôn, nó rất là đơn giản thôi. Còn bên trong đây thì gia chủ ốp gạch cao khoảng là 1m6 anh chị ha. Đây là phòng khách rất là đơn giản. Rồi mình đi tham quan tiếp anh chị nha. Trên hai căn nhà vườn của mình anh chị thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế anh chị nha. Đây phòng ngủ anh chị ha. Hiện tại thì chủ đang ở nên em không quay ở bên trong căn phòng được, anh chị và cô chú mình cũng thông cảm nha. Còn đây là khu vực chỗ ăn uống, chỗ bếp của mấy chị nội trợ nè anh chị ha. Wow, thấy có mấy cái bình ngâm rượu này, quá tuyệt vời anh chị ha. Rất là nhiều bình để ngâm rượu anh chị, rất là nhiều loại rượu anh chị ha. Đây tại vì nhà chủ kinh doanh bia rồi nước ngọt rồi bán quán nhậu rồi bị da nữa chị. Mà kế bên đây là nhà vệ sinh anh chị, nhà vệ sinh cũng vừa phải thôi, cũng ốp gạch cao khoảng là 3m chị nha. Đây là không khu vực phía sau, rồi để em quay phía sau cái anh chị ha. Rồi qua căn nhà thứ hai nha anh chị. Đây đây là căn nhà thứ nhất anh chị không. Cái ranh giới là phía sau chị có hàng rào đó, có cái để mà cái trụ bê tông anh chị kéo lưới và có miếng tôn đó chị ha, cao khoảng là 3m để quay gần ranh giới cuối cùng luôn cho chị thấy rõ nha. Đây chị thấy không, có mấy miếng tôn nó che anh chị ha, có gà 40 anh chị. Dừng mít là đất kế bên đất mình anh chị ha. Rồi để em đi qua căn nhà thứ hai chị nha, để đóng cửa lại các anh chị nha. Hai căn nhà này thì em thấy cũng rất là thoáng anh chị, nhưng mà có nhà nhà cấp 4 đơn giản anh chị ha. Nếu anh chị mình về đó mình phải đóng lập phong lại nè, hay là mình thiết kế lại xíu, mình bỏ một ít tiền anh chị nha. Nhưng mà được cái em thấy ở đây thì dân cư thì rất là hiền hữu, rất là đông đúc nè, buôn bán thì rất là tấp nập đó, mình buôn bán mặt hàng nào cũng được hết. Chứ không anh chị về mình kinh doanh tiếp tục ha, hãng bia hay bán nhậu ở khu vực này. Đây là căn nhà thứ hai chị ha, đây là khu vực pizza. Chị cho hỏi cái đường nước này là của mình luôn không chị? À đường nước cộng hả? Ừ. Cái đường nước là đường nước cộng anh chị ha, đường nước cộng này có khoảng là khoảng 1m anh chị. Đây quay gần cho chị xem, đây có 1m anh chị ha, đến 1m2 thôi. Còn bên kia là đường đá xanh đó, nãy em quay cho anh chị xem á, nhưng mà nó hiện sổ mình là hai mặt tiền luôn anh chị. Đường nước này thì có xài rất là lâu năm rồi, đây với mấy hộ dân ở trong nó xài chị ha. Cái đường này mình để xe máy là để đồ đạc khu vực này chị ha. Đây rồi em sẽ đi ra cái phía sau mảnh vườn nha anh chị ha. Đây là nhà, không gian rất là rộng rãi chị ha, rất là đơn giản ha. Căn nhà thứ hai đây thì gia chủ cũng thiết kế không gian cũng rất là thoáng, rất là mát, nhưng mà có cái đây gia chủ chưa có đóng lập phong chị nha. Để quay cao cho chị xem. Em xin nhắc lại hai căn nhà đó gia chủ đây thì có thổ cư là 100m2 chị ha. Phần còn lại là đất cây lâu năm nha anh chị. Dạ chào anh. Chiên trứng anh. Ăn cơm gì? Nhậu. À nhậu hả? Dạ.
Đây là có một cái phòng ngủ anh chị ha. Đây, phòng ngủ. Phòng người bán. À, phòng gì anh? Phòng ngủ. À, phòng ngủ, dạ. Phòng ngủ ở đâu không có lạnh mà người ngủ. Dạ, phòng ngủ đây thì chủ có đóng lớp phong, có máy lạnh đây anh chị ha. Hiện tại thì đóng cửa rồi, em không có vô trong được. Anh chị và cô chú cũng thông cảm nha. Anh chị và cô chú nào quan tâm hai căn nhà này á thì cứ liên hệ em trước nha. Em sẽ hẹn chủ và gặp trực tiếp anh chị ở đây và gặp chính chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để anh chị mua ha. Đây là khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm chung luôn chị ha, rất là rộng rãi. Cũng có vòi sen tắm, rất là đơn giản ha. Ở nhà tắm đây thì cũng ốp gạch cao khoảng 2 mét đó chị. Rồi em xin mời anh chị, giờ mình ra khu vực phía sau đi. Giường rồi xong rồi em ra cái ranh cuối cùng luôn, anh chị ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Rồi phía sau đây thì có một cái sàn nước nữa anh chị nha. Anh chị có thể rửa chén bát ở khu vực này cho nó rộng rãi, thông thoáng vậy ha. Đây nồi ơi chén bát gì thôi, rất là nhiều. Đây là hàng rào nè anh chị thấy không. Đó mình vô cái đường nước công cộng có một xíu thôi là nó qua bên nó bắt cái ống nước bên kia anh chị nha. Đây bên hông mình có đường đá xanh gì không, nay em nói đó, đường xe máy anh chị nha. Đây là đủ đủ rồi, có một cây dừa rồi cây măng cục và một số cây kiểng anh chị ha. Đây thì gia chủ trồng không có chuyên về một loại, nhưng trồng rất là nhiều loại cây trái chị, có khế đây nè chị thấy không. Đây có kho nhưng mà giờ nó cũng bị sập sệ hết anh chị ơi. Được cái em thấy thì phía sau đây á thì đất thì cũng cao ráo chị, nó hai mặt tiền rất là thoáng chị thấy không. Đây không gian nè, đất không có thấp, chỉ có một cái ao phía sau thôi. Để em quay cái ganh cuối cùng lại là một lần nữa cho anh chị mình thấy nha, nãy em quay gần rồi đó. Đây một cái ao nuôi cá nè chị thấy không. Quê đây là có nhà cầu anh chị. Wow, có cây đu đủ, trái cũng sai lắm nè, nhưng mà trái không có lớn anh chị. Quay cho anh chị xem luôn ha. Cái ao này cũng vừa phải đây, không có rộng mấy chị ha. Em thấy cũng vuông nhất đó chị. Này mình về mình bỏ nhà cầu đi. Đó mình lập cái ao nuôi cá đây. Đó anh chị ha. Có cái ống nước nè. Chị thấy không? Đó lại tháo nước ra vô cái đường nước ngoài kinh công cộng anh chị. Đây hiện tại thì chỗ có nuôi cá cái trê á chị. Quay gần cho chị xem nè. Thấy không? Cái trê rất là nhiều anh chị thấy không? À, quá trời luôn anh chị ơi. Rồi đây là ranh giới cuối cùng của cái căn nhà vườn của mình anh chị ha. Đây là cây sugi, cái đầu đủ. Đây qua gần cho chị xem nè, đây. Đó có hàng rào, có tôn nó che anh chị thấy không? Hàng rào cao khoảng là 3 mét anh chị. Đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà vườn của mình nha anh chị. Rồi đến em tạm dừng video ha. Anh chị hoặc cô chú nào quan tâm cái hai căn nhà vườn nằm ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa ha là 2 tỷ 450 triệu nha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn. Hiện tại đã có sổ riêng rồi anh chị nha. Trên căn nhà mình thì có thổ cư sẵn rồi là 100 mét vuông nha anh chị. Với ngang mặt tiền đường đan 3,5 m là 18, chiều sâu là 53 m, lên tổng diện tích là 880 m². Và mặt tiền thứ hai là đường đá xanh xe máy chị nha, với hai mặt tiền cực rộng và cực thoáng anh chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký dưới hình để tương tác với em, để bên em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều. Em xin chúc anh chị và cô chú được dồi dào sức khỏe, bình an, công việc làm ăn phát tài phát đạt ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.